xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với đi chợ Noel ở Frankfurt. Đây là lần đầu tiên mình tham gia đón Noel tại Đức. Tại vì năm ngoái thì đã trở về nhà ở Việt Nam. Còn bây giờ mời các bạn đi thăm chợ Noel nhé. Đi cùng mình. Năm trước nữa đi rồi thì... Thế nữa mình đi rồi à? Đây thì các bạn thấy đến gần Noel được khoảng gần tháng ấy, thì ở Đức sẽ có rất là nhiều những cái trung tâm thành phố đều có những cái gian chợ người ta lập như này, giống như là các cái túp lều gỗ và trang trí bằng ánh đèn, và họ bán rất nhiều đồ ăn, rồi là quán bar như quán rượu, hay là cả những cái đồ để trang trí cây thông Noel rất là tấp nập và đẹp, rất là buổi tối. Còn bây giờ mình đang nghỉ ban ngày thì nó sẽ không lung linh, nhưng mà buổi tối sẽ cực kỳ đẹp. Rồi. Yeah. Happy New Year. Đây là một trong những chợ lớn nhất Đức, Frankfurt, là một trong những trung tâm biển lớn nhất. Đây các bạn thấy nhìn các cái căn nhà gỗ rất là đẹp. Trông giống như là chuyện cổ tích ấy. Cổ tích nào? Tích bà già cưỡi trổi. Đây bạn nhìn thấy đây giống như một quán bar này, họ tạo dựng hình cái thùng rượu ấy. Đấy các bạn thấy không, thì xung quanh giống như quán bar ấy, mọi người đều đứng và uống bia với cả đi. Đây, nếu như các bạn muốn ăn mấy món ăn truyền thống của Đức thì ở đây bán rất nhiều. Ở đây món rượu nóng rất là ngon. Đấy, bạn nhìn thấy quán rượu không? Họ trang trí rất là đẹp nha. Đèn xung quanh của ăn đây cực kỳ đẹp. Vừa mới đi ăn chùa bánh khúc, bây giờ hơi bị no. Không là sẽ ra đây biết chỗ này nhiều món ăn thì chắc chắn mình sẽ thử. Đây là những quán bán đồ trang trí Noel ấy. Nhìn các bạn đến gần nhé để xem gì đẹp. Các bạn nhìn cái kính này là các cái tượng về cánh của Trung Quốc, mình không biết cái gì. Nhân vật này và nhân vật rất là và hôm nay thì anh chồng nhà mình sẽ phải mua tặng mình một đôi bông tai mà đã làm mất của mình, nên nhảy Noel mình sẽ đòi hỏi Noel người ta không bán bông tai đâu. Rồi, các bạn nhìn thấy ông là Noel không? Đây là... không biết là bao nhiêu tiền. Đấy, nhưng mà nhìn các bạn đẹp không? Một stock, 5 oi. 5 oi một cái... À, nghĩa là cái cốc, nghĩa là cái này. Đây giống như là thế giới cổ tích của thời kỳ hiện đại. Mà chỉ là cổ tích cũng như là gỗ này để bán đồ ăn. Ai thích cầu bông thì đây nhá. Đấy, đây là các món kẹo truyền thống này. Nhìn nhá.
cái kẹo truyền thống này thì giống kiểu giống như là kẹo trần chuồng ở Việt Nam ấy, nhưng mà nó họ đây làm bằng hoa quả này, dâu tây các thứ ấy. Đấy, bây giờ thì mình vừa đấy vừa mấy giờ quay toàn cảnh mình bây giờ mình vừa giới thiệu với bạn toàn bộ cái chợ Noel của Phan Phục. Bây giờ chưa đã hết đâu, còn đến chỗ trẻ con chơi nữa. À, các bạn muốn ra chỗ trẻ con chơi không? Mình đang định kết thúc. Người lớn chơi cũng được. Đây là khu vui chơi của trẻ con này. Là một bố một mẹ lên đấy cũng được. Mấy bạn nhìn thấy tôi ông to đùng đùng thấy không? Vang nóng là gì? Rượu á, không phải vang, rượu sâm panh nhỉ? Á, không phải sâm panh, mà rượu vang đúng không? Rượu vang. Rượu, Blau vải, Glue vải. Đây bên này, có rượu này. Bạn gì đấy, họ xếp hàng dài. Bạn quay kỹ cái cảnh mà cốc rượu nóng quá thôi. Uống không? Có thì nghĩa mình làm cốc là gì? Ờ, gì nữa? À, kia cái món bánh cổ truyền của Đức, nó sẽ quét sô-cô-la ở giữa, xong rồi nó cái bột ấy, nó trắng bỏng ra như cái bánh cuốn mình, nhưng mà nó quận sô-cô-la. Bánh gì ấy? Thôi tạm biệt các bạn đi. Thôi tạm biệt mọi người nha. Bây giờ mình phải đi chơi riêng đây.